Trước thềm năm học mới 2022-2023, sáng ngày 27 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Kiến An và đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Minh Tâm đến thăm tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Đoàn đến thăm tặng quà em Phạm Anh Dũng ở tổ dân phố số 6 phường Trần Thành Ngọ, ba chị em Phạm Thanh Hoa, Phạm Thanh Mai, Phạm Vũ Quý ở tổ dân phố Liên Sơn phường Văn Đầu, em Nguyễn Mạnh Dũng ở tổ dân phố Lệ Tảo phường Nam Sơn. Tại các gia đình, các thành viên trong đoàn thăm hỏi tình hình đời sống, việc học tập của các em, đồng thời trao tặng quà tiền mặt với tổng trị giá 22 triệu đồng cho các em cùng gia đình, động viên gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và các em phấn đấu rèn luyện đạt thành tích cao trong học tập, trở thành người công dân có ích cho quê hương đất nước. Công ty trách nhiệm hạn Thiết bị Minh Tâm là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế, chuyên cung cấp các thiết bị, hóa chất, vật tư, dụng cụ xét nghiệm trên toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng tầm chất lượng xét nghiệm tại Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty trách nhiệm hạn Thiết bị Minh Tâm còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Nhiều năm liên tục, công ty đã đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với các hoạt động thiết thực hỗ trợ gia đình phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp này, công ty trách nhiệm hạn Thiết bị Minh Tâm trao tặng 10 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn của quận Kiến An và huyện Vĩnh Bảo với tổng số tiền 50 triệu đồng.